Thầy cô xin chào các bác nhé. Vâng, buổi tối nay là tối mùng 1. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 9 âm lịch năm 2022. Là có hàng về muộn. Em review luôn để cho nó nóng nha các bác nhé. Em quay cho các bác hôm nay là em về một con đầu cối giày vốc B77 MK2. Đấy. Em về em tháo ra định vệ sinh nhưng mà bên trong thì gần như cũng chả phải vệ sinh gì cả, chỉ là lấy chổi lông lau qua mấy cái bụi bặm còn nguyên bụi tây bên kia về này các bác nhé. Hôm nay về một con B77 MK2 em quay luôn nội thất, tháo nội thất ra em quay rất là chi tiết để cho bác nhìn thấy được cái độ mới của nó, độ mới của nó và cái độ mà chưa dùng ở Việt Nam mình. Tất cả mọi cái em đã test rồi, về cái em cắm test ok rồi và em kiểm tra tất cả mọi cái rồi, sau đó là em đưa lên cho các bác luôn. Con đầu cối này là con đầu cối rề vốc B77 MK2, rất đẹp. Con này thì em nói các bác là quá đẹp luôn. Từ mặt mặt này em vẫn chưa lau nữa các bác nhé, vẫn còn nguyên mặt đây. Vỏ vẫn còn rất đẹp nha các bác nhé. Về đầu tư con này thì gần như là còn mới tinh luôn. Đầu tư con này gần như còn mới tinh luôn. Bác nào mà thì em chụp đầy đủ cận cảnh tất cả mọi góc cạnh của đầu tư để cho các bác xem. Bác nào cần thì các bác kết bạn Zalo cho em mới gửi hình ảnh. Các bác nhìn độ ở Việt Nam là dây cu loa vẫn còn zin này. Đến dây cu loa của đồng hồ công tơ mét vẫn còn zin này. Đây, những cái dây này này, dây này các bác nhìn được, các bác mà thấy rằng là đây là cái dây zin của nó này. Đấy. Quá đẹp luôn, không có gì mà phải chê. Các bác nhìn bộ hàm từ của nó này, bộ hàm từ của nó còn tuyệt đẹp, rất mới. Đấy. Về phía sau của nó thì đây các bác đây nhìn, mà cái này em nói luôn các bác là đời rất là cao nhé, sản xuất tháng 8 năm 86, sản xuất tháng 8 năm 86, rất cao rồi. Nội thất thì gần như mới tinh, nội thất thì gần như mới tinh, gần như không có bụi. Và đời này là tất cả tụ đó là tụ của Philips hết nha các bác nhé. Các bác nhìn cái dàn tụ của nó này. Đấy, chơi các bác hoàn toàn yên tâm luôn. Về những con này đời này các bác chơi hoàn toàn yên tâm luôn, các bác không nghĩ rằng phải là sách vít. Tất cả dàn tụ của nó các bác nhìn các bác thấy rằng đây là toàn bộ tụ Philips của Hà Lan, hàng đẹp của nó luôn các bác nhé. Đây tụ đây còn nguyên bụi các bác này, còn nguyên bụi này em vẫn chưa lau này, các bác nhìn tụ biết quá đẹp luôn này. Con này là bản 4 trách B77 MK2, cũng có cả dây nguồn zin về này các bác này, dây nguồn zin về này. Hàng chưa qua 1 giờ sử dụng tại Việt Nam luôn, chưa qua sử dụng ở Việt Nam tại 1 giờ nào luôn. Tất cả mọi cái còn quá đẹp, quá mới luôn, quá đẹp, quá mới luôn. Không có gì để mà chê các bác ạ, không có gì để mà chê. Cái vỏ của nó đây, chỗ nó chưa lau chùi cái gì cả nha các bác nhé. Vỏ cái con nào về nó cũng thế thôi, mốc mốc bẩn bẩn này. Đấy, mốc mốc bẩn bẩn, lau chùi là hết. Nhiều bác là các bác đóng cả vỏ gỗ vào cũng rất đẹp luôn. Em quay tương đối kỹ rồi, tương đối kỹ cho các bác rồi. Tí nữa em chụp hình đầy đủ em sẽ là đưa lên hình ảnh cho các bác quan tâm. Bác nào mà alo mà thích thì các bác alo trực tiếp cho em luôn nhé. Giá em báo luôn con này để cho các bác đỡ phải đợi lâu, với giá là em bán với giá là 31,5 triệu và tặng dây nguồn zin không bao gồm phụ kiện. Đấy. Còn máy móc thì đây em quay
Máy móc thì em quay cho các bác này. Quá mới luôn. Quá mới luôn. Tuyệt đẹp luôn. Cái này tí nữa em sẽ lấy thổi lông, em sẽ lau một số những cái bụi bặm trong trong này đi nha các bác nhé. Nó còn nguyên bụi này. Đấy. Lau qua này. Nguyên bụi này. Thì nó sẽ sạch thôi. Đây là em chỉ có vệ sinh qua và em quay luôn cho các bác cho nó nóng thôi. Cần gì cũng chẳng phải vệ sinh nhiều. Cái con này về không phải vệ sinh nhiều, hàng từ bên kia về nó rất đẹp luôn. Thế nhá, em xin phép là em dừng video ở đây. Còn bác nào mà quan tâm các bác cứ alo trực tiếp cho em hoặc kết bạn Zalo cho em theo số điện thoại 0982922168. Và cũng nhân tiện là đầu tháng mùng 1 đầu tháng thì em cũng xin là kính chúc sức khỏe tất cả các bác cùng toàn thể gia đình đón một tháng mới an lành và gặp nhiều tài lộc. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video của em. Bác nào mà đang xem video mà chưa đăng ký kênh của Nguyên Khôi thì các bác cũng vui lòng ấn nút đăng ký kênh ở phía bên dưới với mục đích là để là tiện theo dõi những sản phẩm của em về nó thường xuyên cập nhật đưa lên cho các bác. Rồi, em xin phép kết thúc video ở đây nhé. Cảm ơn các bác rất nhiều. Chào các bác.